Lễ hội được tổ chức tại một trung tâm mua sắm trong thành phố. Ngoài các nghi lễ tâm linh theo truyền thống, người dân còn dựng lên các gian hàng để bày bán các sản phẩm đặc trưng của Thái Lan. Mặc dù không được về Thái Lan dự lễ hội chính thức, nhưng lễ hội nhỏ ở đây cũng gợi được cho chúng tôi không khí tại quê nhà. Người Hồng Kông cũng rất thích thú khi tới sự kiện. Họ có thể tìm thấy ẩm thực và những đồ lưu niệm đẹp mắt. Họ như đang được du lịch đến Thái Lan. Người già, trẻ em, thậm chí cả thú cưng, tất cả đều chơi hết mình tại lễ hội. Sự kiện đã đem lại cho người dân Hồng Kông những phút giây thư giãn sau thời gian dài giãn cách do dịch bệnh.